Kính bạch sư, ở trong nhà bình thường thì mình có cần nên phải thắp nhang cho bàn thờ Phật không? Nếu mà cần thì nên thắp nhang như thế nào cho đúng? Sư nói rõ giúp con vấn đề chăm sóc bàn thờ Phật như thế nào cho đúng không ạ? Cái việc mình có thắp nhang hay không á, nó tùy thuộc vào cái căn tánh của mình. Cái người mà căn tánh tính á, họ thiên về niềm tin á, thì họ có thể họ thắp nhang, họ thắp đèn, nói chung là họ làm mọi cách để họ cúng dường đến Đức Phật, họ trang trí Đức Phật, họ thể hiện cái niềm tin đó ra, thể hiện ra bên ngoài, thì đó là người thuộc căn tánh tính. Còn người thuộc căn tánh trí là họ thiên về trí tuệ hơn, thì họ sẽ dùng cái sự thực hành của họ, họ dùng cái pháp học, họ dùng pháp hành để họ cúng dường đến Phật. Cho nên á, là với người căn tánh trí thì họ giữ cho bàn thờ Phật là sạch nhất có thể, trống trải, giống như đối với họ là Đức Phật là Ngài đang ngồi đó và Ngài sẵn sàng bước xuống pháp tòa, Ngài giảng pháp bình thường. Thành ra đó, là cái người mà căn tánh trí là họ sẽ sinh hoạt như thể Đức Phật đang hiện tiền. Cho nên là mỗi một cái khuynh hướng sẽ có cách thể hiện khác nhau. Cho nên là bây giờ quý vị muốn thắp nhang thì cứ thắp nhang. Còn nếu quý vị không thắp nhang thì mình nhớ tu. Chỉ đơn giản thế thôi. Mà đương nhiên thắp nhang thì cũng cần phải tu. Chẳng qua là mỗi khuynh hướng thì có cách tu không giống nhau. Còn khi mà quý vị đã thờ rồi đó, thì sư khuyên là mình nên giữ gìn cái chỗ nó cho sạch sẽ, và hạn chế, thậm chí là không nên cái gì cũng để lên bàn thờ, chìa khóa cũng để lên bàn thờ, rồi đồ mà mình tiện tay đó cũng để lên bàn thờ. Thì xin thưa, ở trong luật á, một vị tỷ kheo mà biết chuyện á thì sẽ không để đồ đạc của mình lên chỗ ngồi của ông thầy, mà mình coi Đức Phật như là thầy, như là cha đó, mà mình để nào là chìa khóa, nào nào là giấy tờ, nào nào là ba cái đồ mà mình tiện tay là mình cứ để lên trển thôi, thì cái đó là không nên ha. Rồi quý vị thắp nhang á, thì mình có thể mình thắp dùng những nhang sạch, mình ngửi được thì Phật mới ngửi được. Mình thắp ba cái nhang quá chất không à, rồi thì mình không dám ngửi, nó ngum ngút vậy đó, mình không dám ngửi mà mình để cho Phật ngửi thì như vậy nó kỳ lắm. Cho nên là ráng kiếm cái nhang sạch mà mình xài ha. Cúng dường là mình phải cúng đồ tốt, mình cúng đồ xịn, mình tôn trọng, mình tôn thờ thầy tổ của mình mà, chứ còn mình làm cho có thì thôi cứ để đó vậy, để đi ha. Thôi thà đừng làm. Đó là ý kiến của sư, không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Kính thưa Đại Đức, cũng rất cảm ơn Đại Đức hiện tại phân tích câu hỏi này rất là sâu sắc thưa quý vị, rất là nhiều khía cạnh, như khía cạnh mà gọi là cái căn tính của mỗi chúng sanh thưa quý vị, cho quý vị hiểu rõ đó. Ở đây thì sư chỉ nói thêm một cái cạnh nữa mà ở đây quý vị hỏi là nếu mà cần thì mình thắp nhang nào cho đúng. Cái đúng như Đức Hành Đại cũng có nói rồi, có nghĩa là quan trọng đúng đúng, không chỉ mình thắp nhang hay mình đốt đèn hay mình dâng hoa cũng vậy, nếu mà đúng thì phải cái tâm mình phải đúng sư vị, cái tâm mình phải đúng. Và bây giờ đặt câu hỏi ra là ủa vậy sư nói cái tâm đúng, vậy cho hỏi là cái tâm thế nào là đúng? Xin thưa quý vị, nếu quý vị là thắp nhang rồi đốt đèn hay là cúng dường hoa đó, nó trang trí tôn tượng bổn sư, mà nơi tâm quý vị á là có niềm tin chân chánh vô tam bảo, ý nghĩa tam bảo là gì? Rồi ân đức á, ân đức Phật á, chính ân đức Phật là gì?
và mình cúng dường á, mình tôn thờ ngài á, để mình hướng đến á, mình thực hành bát chánh đạo với định tuệ, mình hướng đến giải thoát chứng ngộ tứ diệu đế. Mình cúng dường với tâm thiện, cúng dường những cái hành động cúng dường mà sư nói vậy đó, nhang đèn hoa vân vân, mình hướng đến đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn, thì đó là những cái hành động mà cúng hoa, cúng nhang, cúng đèn vân vân, đó là đúng. Còn nếu quý vị có thờ Phật mà như một ông thần linh, quý vị cúng nải chuối, quý vị xin cho chúng đặc biệt, quý vị cúng bó hoa để mong cho thăng quan tiến chức, rồi quý vị đốt cây đèn đó, quý vị cầu cho nguyên gia đình được tai qua nạn khỏi, tật bạch tiêu trừ, thì cái điều đó nó vô lý thưa vị, điều vô lý, tại vì vốn dĩ Đức Phật đâu phải một vị thần linh, ngài đâu có ban phát hay giáng họa trong kia, ngài là bậc toàn giác, thì vậy ngài chỉ mình con đường mình thực hành theo thì mình có sự an lạc. Đó là cái điều mà sư muốn nhấn mạnh quý vị đó, có nghĩa là như Đức Hành Tuệ có nói đó, thì mình có thờ, mình có xu hướng mình đó, mình có thờ cúng thế nào sao cũng được, sống được hết, đúng không? Nhưng mà quan trọng cái nội tâm mình phải là một cái người đúng nghĩa Phật, là một người cần si nam cần nữ, có cái niềm tin chân chánh, vậy và hướng đến cái là cái thiện pháp như bố bố thí đó, trì giới hay là tu thiền, không, đúng theo là Phật dạy hướng đi giải thoát. Thì những cái sự mà cúng dường á, cúng dường như vậy á, nó mới là cao thượng, nó mới là đúng theo là Phật dạy thưa quý vị. Còn cái điểm thứ hai á, là sư cũng hoàn toàn là đức đức Hành Tuệ, là cái việc cúng dường như vậy, Đức Hành Tuệ nói là cái chính xác thưa quý vị. Nếu bản thân mình á, bản thân mình thấy cái gì á mình dùng được, mình xài được, mình thích, đúng không? Có nghĩa là mình dùng được này nghe, mình xài được, và mình thích cái đó, đúng không? Rồi cái đó nó mang lợi ích cho mình đó, thì mình mới đem mình mới mới cúng, chứ đừng có như mà giống như để Đức Hành Tuệ ví dụ rất là thực tế thôi vị, cũng như là nói mình cúng dường Đức Tôn mình đem nhang quá chất, không, nhang quá chất là những cái trầm trầm quá chất, hay là mình cúng dường hoa, hay là cúng dường đè đèn cái đó, đèn đèn bây giờ, mấy cái đèn nến, mấy cái nến bây giờ cũng có nến nến hóa chất thôi. Vì còn nếu mà nến với việc nến xịn thì nến bơ đi này nọ cái gì đấy, không thì cái đó là biết sao, cái đó là cũng một thái độ thôi, vì thái độ mà nếu mà một người mà giống như sư nói đó, là mình thật sự mình hiểu các ân đức của Phật, không? Mình có cái sự học hành pháp đó, thì mình sẽ luôn dâng cúng đó, những cái đồ mà mình dùng được, xài được, những cái đồ cao thượng, những đồ tốt để mình hướng đến cái quả vị cao thượng. Còn nếu mà bản thân mình là không, người không có hiểu Phật là cái gì, mình coi Phật như một vị thần linh cầu sinh, thì y như Đại Đức Hạnh Tuệ nói thôi, mình cúng dường ba cái nhang quá chất, rồi ba cái đèn có quá chất, rồi mấy cái hoa tạ hoa, mấy cái hoa mà giống như rẻ tiền, hoa dại này nọ kiếm gì thứ vị, đúng không? Nói chung hay là mấy con hoa héo này nọ kém chất lượng này. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Sư cũng chia sẻ cái hồi mà sư ở chùa Nam Tông, phải nói sư khổ tâm với mấy cái nhang vô cùng, thiên hạ đốt ba cái nhang toàn là nhang quá chất, ngồi chưa tăng hưởng hết. Thành ra là sư cũng kín đáo, mình làm việc mình cũng không có làm cái gì cho nó khoe khoang, tại cái chuyện này nó qua rồi. Bây giờ sư qua nguyên thủy rồi sư mới nói. Thì sư đặt cái nhang trầm để cái chỗ mà gọi là trầm nguyên chất ấy, để người đem mấy thùng gì đó cứ tới rồi để thắp nhang ở trên chánh điện. Tại mình thờ Phật, sư nói thiệt, cái tâm của sư thờ Phật là mình phải xài đồ xịn mình thờ ngài, chứ còn ba cái đồ dởm là sư dẹp hết. Ba cái nhang thì ba Phật tử đem tới, nhang quá chất không, sư đem sư đốt bỏ hết. Tại vì mình thờ Phật là mình phải coi như là mình kính ngài, cái kiểu mình thờ nó thể hiện cái lòng của mình đối với ngài. Mà ngay cả mua nhang trầm cũng vậy, nó nhang trầm cũng có hai loại,
loại 1, loại 2. Loại 2 là loại cũng trầm mà nó rẻ tiền. Là sao? Nó cũng có trầm á, nhưng nó có trộn. Mà thứ nhất là cái trầm đã chiết cái tinh chất ra rồi. Chứ không phải là trầm mà còn tinh chất, trầm đã chiết tinh chất ra rồi. Rồi nó sẽ có thêm một vài cái loại bột và mà nó gọi là bột thiên nhiên, nhưng mà nó cũng không có độc hại, nhưng mà nó coi như là trộn vô để cho nó cũng ra cái cây trầm á. Sư không có lấy cái đó, sư lấy cái loại xịn trầm nguyên chất 100% mà không chiết, mắc vô cùng, nhưng mà nó vừa bụng của sư. Tức là mình cúng Phật á là mình phải cúng cái mình không dám xài, sư nói thiệt luôn á. Mình nếu như mà bản thân sư mà có đốt nhang ở trong phòng mà mình ngửi chơi á thì chắc sư cũng đốt ba cái rẻ tiền. Mà mình cúng cho Phật mình phải dám cúng cái mình không dám xài á, thì nó mới thể hiện cái lòng của mình, nó mới thỏa cái tâm của mình. Rồi khi mà mình thấy ai đó lấy cái nhang á, cái nhang cầm của mình để mà người ta thắp ta cúng Phật, mình cũng vui nữa. Cho nên á là mình cúng như thế nào là nó tùy vô cái tâm của mình kính Phật ra làm sao ha. Và sẽ qua câu hỏi tiếp theo.